Vào khoảng 20 giờ ngày 7 tháng 6, tại cụm công nghiệp Ái Tử, huyện Triệu Phong đã xảy ra vụ cháy lò sấy gỗ của cơ sở cơ sẻ và chế biến gỗ, công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến lâm sản Huy Phong. Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh cùng sự phối hợp của các công nhân, các xưởng ở xung quanh nên đã dập tắt đám cháy, không để lây lan qua các lò ở lân cận. Vụ cháy đã làm hư hỏng hoàn toàn một lò sấy chứa 30 mét khối gỗ thành phẩm, không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy là do công nhân đốt lò sấy không kiểm soát được nhiệt độ nên gỗ trong lò sấy tự bốc cháy, ước thiệt hại khoảng 350 triệu đồng.